Xin chào, các bạn đang nghe Only Normal Podcast, nông na tiếng Việt là bình thường một cách bất thường. Vâng thưa các bạn, đến chính tôi cũng không nhớ lần cuối cùng chúng tôi lên sóng là bao giờ. Phần là vì chỉ nhớ tạm bỡ ngay ngày bị sự thô bạo của cuộc sống dày vò. Phần khác là vì tôi đã nhận ra rằng, một khi bế con, các bạn mình sẽ rơi vào một trạng thái thôi miên sâu, miêu tả cho duyên dáng thì là khi than thở hóa thinh không. Xin phép được chia sẻ là đã 9 tháng nay, họ mê mệt say sưa thảo luận các tri thức tã bỉm đến mức tôi phải đổi tên group chat của nhóm từ Oddly Normal Team thành Oddly Bỉm Sữa Team để thể hiện cho khúc chiết cái sự biến tính dữ dội của những màn bốc phát đêm thứ bảy hàng tuần. Dây rất tiếc thương một thời đã xa, tôi không khỏi thắc mắc, những sinh vật vô dụng cu te lạc lối kia thì có phép lạ gì thế nhỉ? Tại sao bố mẹ các cháu lại nỡ vứt bỏ đứa con tinh thần cùng cả nửa triệu fan Oddly khắp năm châu để dồn toàn lực vào cuộc chiến nặng mùi này? Sau đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp lúc 2 giờ sáng từ đầu cầu Sài Gòn và Tokyo. Xin chân thành cảm ơn Boichi đã bê con hộ để chúng tôi thực hiện tập podcast dự là sẽ ngắn ngủi và trong bánh này. Chào Trang! Hello Vân, chào mọi người. À, các bạn đừng để Văn lung lạc. Sự thật á, là Vân đang cay cú vì tận thế kịch ghế phần 2 cứ mỗi khi mà Vân ngồi lên brainstorm một group chat thì lại bị đè bẹp của hàng loạt thông tin về các cháu. Những câu hỏi lớn của thời đại về AI cứ thế trôi lơ lửng giữa những ăn, ngủ, ị, khi nào chết ngừa, bỉm quân hay tạ dán Nói chung là Vân cố lắm nên mới cố lôi tới lên đây là làm cho ra nhỉ. Nhưng trước khi vào episode mới thì xin disclaimer với toàn thể mọi người đây hoàn toàn không phải là một episode về làm cha mẹ. Và mong các bạn thính giả gần xa sẽ hoan hỷ đón nhận cuộc trò chuyện vô tri hôm nay dự Vân Một cô gái chưa chồng chưa con nhưng ấm ức vì bị dài vòn ngày đêm trong mớ trí thức bím sữa Và tớ một bà mẹ với kinh nghiệm vô cùng ít ỏi Nhưng đã lan lộn qua thị trường sách vở nuôi dạy trẻ Và những hội nhóm làm cha làm mẹ cũng đã tận mục sở thị n quan điểm rồi trường phái nuôi con mà cái nào cái nấy đập nhau chan chát và có thể trở thành mồi lửa cho vô số những tranh luận không hồi kết y Trang là episode này từ chối nhận gạch đá đấy các anh các chị ạ đấy à, cảm ơn ánh chăng đã nói hộ lòng tôi nó thiệt là từ ngày để xong thì hiền lắm các bạn một chiếc lá rơi cũng làm cho tôi hoảng hồn ô mà tính ra cũng nhanh thật nhỉ Giờ này năm ngoái trong lúc đang ráo riết làm tổ cho em bé trong bụng thì tớ và văn cùng lúc đó phải mong bé cho em bé tinh thần khác quyển sách đầu tiên của tim em bé miễn dịch lúc đó thì vừa dò chính tả chối chết cho kịp in vừa âm thầm rủa xả của rùa quy tin vừa cầu trời bất nồm cho kêu sách mau khô Năm nay thì em bé trộm vía là lớn nhanh như thổi đã tái bản tới lần thứ ba trong sự ngỡ ngàng của anh em FYI cho các bạn là Tết vừa rồi thì anh Tiến đã lì xì cho em bé miễn dịch một tấm áo mới có giấy xịn hơn, nhẹ hơn và đẹp long lanh hơn. Và em bé thứ hai là em bé chat GPT thì cũng đã được đặt may cho tận hai kéo rồi. Uh, mong mọi người tiếp tục vào only Normal Store để ủng hộ các em bé đầu lòng của team cũng như là những anh em khác của các cháu uh, sắp sửa sẽ được phát hành trong thời gian tới. Yeah. <cười> <cười> vâng, nghe đoạn trailer vừa xong của trang thì người ta sẽ bảo là team này bị mê trẻ con quảng cáo sách hay quảng cáo nước mắm thì cũng nghe như là sữa với tã bỉm vậy. Nói thế để khoe với các bạn là không chỉ hai cuốn sách đầu tay mà đông lào ketchup cũng vẫn xuất kho đều đều. À, như nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về các con rời trời Tây đua nhau về mua quốc hồn quốc túy sang làm hàng cho bọn Tây Quang lắc mắt. Miễn dịch cuốn sách làm bạn sống không yên thì đang lặng thầm sánh vai cùng vô số các cuốn an yên trên kệ bestseller nhà cá chép khiến cho các em bé ót lì khi đi nhà sách chả biết nên mếu hay nên cười. Và mặc dù robot Ngọc Hải dạo này bận tã bỉm nên chưa ra tận thế kẹp giấy phần 2 Thế nhưng anh Quy Tiên của chúng tôi đã launch sách ChatGPT phiên bản phổ thông trên website Oddly Các bạn có thể order ngay và luôn hôm nay à, Và một chút flex nhẹ cuối cùng đó là gần đây Chắc do vibe của anh Quy Tiên khi lên Harvest mà đúng theo tinh thần vì tương lai con em chúng ta, Only Normal đã được um, nhận rất là nhiều lời quan tâm hỏi han từ các học giả, các chú, các bác khoa học gia, cũng như những cái lời mời hợp tác từ một số tổ chức nghiên cứu và giáo dục ở trong nước. Chúng tôi vô cùng bất ngờ và thậm chí là cực kỳ hoảng hốt khi mà có một chiếc email nhỏ xinh từ một cơ sở giáo dục tên tuổi gọi Only là celeb của các cháu anh quy tiên đã bị sang trần tâm lý trước cụm từ này và trang thì hiện giờ đang phải trị liệu động viên để anh kịp phục hồi còn đi làm diễn giả mày nhầm rồi vân ta còn đang gấp rút in kẹt bao góc để kịp cho buổi giao lưu với các cháu đây cả bao góc tặng các cháu hay là phụ huynh của các cháu anyway đấy là đứa con tinh thần thế còn quay lại episode bé bé bồng bông của chúng ta ngày hôm nay thì um... Có một câu nói bất hủ của Trang mà vân nhớ mãi khi mà lần đầu tiên về Sài Gòn chơi với Y Chi, ngắm cách mẹ cháu cho cháu ăn. Bên lề thôi, cơ mà cách một bác sĩ cho con ăn thì nó khác người lắm các anh chị ạ. Từng động tác không hề nao núng, mà thành thục bài bản chính xác đến từng chi tiết, nó khiến tôi liên tưởng đến khoảnh khắc mình được nằm nhắm mắt há miệng trong phòng khám răng, hơi run dưới khái lệnh điều hòa, nhưng mà lòng đầy tự tin tĩnh tại bởi vì người nhà là bác sĩ, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi bà mẹ ấy vừa thao tác điêu luyện như thể tã với bỉm chỉ là kìm với bông vừa phát biểu xanh dơn cái bọn baby này nó như là package được deliver mà không có hướng dẫn sử dụng ấy thế thì uh, chàng cậu hãy khai sáng thêm cho anh em về cái phát ngôn đầy ám ảnh này đi chỗ này phải đính chính là lúc vân nó về thì tôi đã phần nào sống sót qua giai đoạn lóng ngóng rồi ờ, sau khi mà vân được khai sáng bằng baby 101 thì thêm phần áo ố lại thấy theo thác thuần thục thì ấn tượng thôi chứ tôi tin là lần đầu làm ba làm mẹ thì ai cũng sẽ bỡ ngỡ cho dù trước đó có cố đọc bảy chính sách nuôi dạy con đi chăng nữa còn vì sao mà làm ba làm mẹ nó lại khó nhanh đến như vậy thì chẳng phải người ta hay nói là làm mẹ là bản năng hay sao thì theo tớ thấy phải nhìn nó từ góc độ Baby nó vừa bé bỏng mong manh Nó vừa delicate Và nó vừa khó đọc vị cỡ nào Mong manh thì dễ thấy rồi nhé Một cơ thể lúc mà sinh ra thì chỉ dài trung bình 50cm Nặng đâu đó từ 3 đến 4 cân Nói chung là nằm gọn lõn trong vòng tay Bộ não thì thậm chí là các xương nó còn chưa khớp nối hết Và khi mà baby thở thì thầy có thể thấy được cái thóp chán Nó sẽ phập phồng theo nhịp thở đó là chưa kể Uh, vì mới ee e ra đời nên là baby phải trải qua những cái sự thay đổi đột ngột và khắc nghiệt về môi trường sống từ việc đang bơi lội tung tăng trong tử cung chật chội tối om nhưng mà ấm áp uh, sang một thế giới sáng choang rộng lớn nhưng đầy bụi và vi khuẩn uh, nói chung là baby cần thời gian thích nghi và bố mẹ các cháu thì cũng thế uh, đó là mong manh nhé còn khó đọc vị là bởi vì các cháu thì chủ yếu giao tiếp bằng tiếng khóc khóc bị lạnh khóc bị nóng đói khóc nó khóc vân vân và mây mây mà đấy chủ yếu là do người, người lớn phân tích ra đấy chứ chứ thực sự thật thì các cháu khóc vì gì thì, thì trời biết đất biết không ai biết đấy uh, chẳng phải baby giống một khói hàng dễ vỡ thiếu dễ sử dụng còn gì uhm, um, khóc và hét là điều duy nhất mà cái bọn vô dụng này làm được đúng không? Thỉnh thoảng hết chán thì chúng nó sẽ quay ra o oh, cười nịnh các con sen. Cơ mà này, tại sao lại là tiếng khóc chào đời mà không phải là tiếng cười chào đời hả anh em? Bởi vì đời là bị khổ à? <laughs> Chắc vậy Nhưng mà thực tế nhá Thì cái quá trình chuyển đổi từ bào thai Sang trẻ sơ sinh Nó có thể coi là quá trình thích nghi phức tạp nhất Từng xảy ra trong human experience đấy Chui ra khỏi bụng mẹ là một quá trình Thích nghi khó khăn khổ sở Thế ví dụ như nào? Này nhá, chỉ riêng cái chuyện hít thở thôi Nó cũng phải đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng Để mà có thể thanh thải hết dịch phổi Uh, tiết ra chất là động bề mặt mà phải có cái chất đó thì phổi mới bắt đầu hô hấp được hít vào thở ra hít vào thở ra khi bác sĩ cắt dây rốn nối giữa baby với nhau thai nhau thai là có áp suất thấp thì cái đáp ứng tuần hoàn mạch máu nó sẽ làm thay đổi đáng kể cái áp lực và cái lưu lượng máu đồng thời là giãn mạch máu phổi Nếu mà ra khỏi bụng mẹ thì cơ thể baby còn phải nhanh chóng kiểm soát cái quá trình chuyển hóa năng lượng rồi điều hòa nhiệt nữa tức là lúc baby ra khỏi bụng mẹ thì nhiều cơ quan trong cơ thể nó sẽ phải thay đổi cùng một lúc đúng không chính xác tức là lúc đó người ta gọi là sự chuyển đổi đa cơ quan và hai thành phần mà điều hòa chính để chuẩn bị cho cái quá trình này nó là hormone cortisol và catecholamin à, nếu mà có bất thường do quá trình sinh non hoặc là sinh mổ thì baby cần phải được hỗ trợ hồi sức sau sinh để mà có thể giúp cho cái quá trình chuyển đổi từ bào thai ra khỏi bụng mẹ nó được trơn tru nhịp nhàng uh -huh. vừa khó vừa khổ thế thì thôi khóc là đúng rồi <laughs> ở ừ đấy nói đến chuyện khóc nhé, việc baby khóc khi được sinh ra nó là một trong những cái dấu hiệu gọi là quan trọng nhất cho thấy là baby khỏe mạnh. lúc này thì baby khóc không phải vì đau mà vì cần để mở khí quản để mà có thể tự hít thở được. Ấy. điều này nó rất là khác khi mà các cái post này ở trong bụng mẹ khi mà bào thai thì trao đổi oxy chủ yếu qua nhau thai và đường thở của baby thì lúc này còn đang ngập ngụa trong dịch phổi. phân tích cho chính xác thì trước và trong cái quá trình chuyển dạ cơ thể bào thai đã phải trải qua nhiều thay đổi về hormone và chuyển hóa để chuẩn bị cho cái việc chào đời rồi, chứ không phải là oe oe cái là hấp đâu vào đó. Và việc khóc và trải qua cái stress chuyển dạ thì nó sẽ góp phần vào việc là tăng tiết ra những cái stress hormone là cortisol hồi nãy mình có nói và máu. Và chính cái hormone này nó sẽ được kích hoạt để mà tăng tiết ra uh, supha tăng là chất hoạt động bề mặt ở phế nang và cái chất này nó sẽ giúp cho hệ hô hấp của baby có thể hoạt động nhịp nhàng FYI thì phổi là một trong những cái cơ quan được hoàn thiện sau cùng trong cái giai đoạn 9 tháng 10 ngày mà baby ở trong bụng mẹ nên nếu mà em bé bị sinh non thì cái vấn đề mà hay gặp nhất chính là vấn đề về hô hấp em mà có một cái hai là baby đẻ ra thì không biết cười ngay đâu nhá nếu mà muốn cười không thành tiếng thì đâu đó phải mất 6 đến 8 tuần cho các cháu tập còn muốn cười khúc khích rồi cười sằng sặc Uh, mua vui cho các ông bà ba mẹ thì phải mất vài tháng đó nói chung là cười khó khóc nhiều khó hơn như nào uh, technical thì khóc dễ hơn cười về mặt uh, hoạt động hô hấp khóc thì mày tưởng tượng là một chuỗi a à, rồi hít vào xong rồi là a à, xì ra còn cười thì phức tạp hơn hít vào thở ra ha 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 hít vào thở ra ha 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 và lúc mà mới đẻ thì hệ hô hấp của baby nói chung là cũng chưa đủ hoàn thiện cho các hoạt động này mà vân có biết là baby cười thì giống chimpanzee hơn là người trưởng thành không <laughs> người lớn chúng ta nhé khi cười thì chủ yếu là sẽ thở ra còn baby và chimpanzee thì hít vào và thở ra các bạn có thể research cái keyword là inhale laugh trên YouTube để nghe cho biết là khi mà hít vào khi cười thì nghe nó sẽ như thế nào hả? Ok, thế là khóc thì để thở và như các cụ bảo là khóc cho nửa phổi. Thế còn không khóc thì là mệt đúng không? Ừ chính xác đấy. Nên uh, mày thấy trong phim em bé mà không khóc thì bác sĩ sẽ bổ mông cho khóc còn gì? Nhưng đấy chỉ là tiếng khóc chào đời thôi em bé bé thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm còn những lần em bé sau đấy không may lại lại không mấy dễ dàng để các bậc cha mẹ có thể chịu được được à, trong những năm tháng đầu đời thì khóc là cái cách mà em bé giao tiếp và thể hiện nhu cầu của nó khi nhu cầu được đáp ứng khi nhu cầu được fulfill thì em bé sẽ nín khóc mà trẻ sơ sinh thì cái nhu cầu này nó sẽ tương đối đơn giản như hồi nãy ta có nói là nhu cầu được ăn nhu cầu được thay biển nhu cầu được ôm ấp Nhu cầu được ra khỏi môi trường Mà ở đó baby bị kích thích quá mức ừ, ừ, Boss khóc thì con sen phải rỗ đúng không? Thế có một cái như này Đấy là hồi trước thấy trên mạng Có mấy cái phong trào ma no Để cho baby khóc miệt mài luôn Thì thế là như nào? Vâng, này nhắc tới cry down đúng không? Ờ, cái này thì nhiều tranh cãi phết đấy. Sự thật đó là nghe con khóc Thì không mong bố bà mẹ nào mà Không sốt ruột Nhất là sau khi đã thử đủ 70 bẫy cái hai phép thần thông biến hóa mà cháu vẫn không nín thế nhưng cũng có quan điểm cho rằng là em bé cần phải học được cái kỹ năng tự bình tĩnh lại hay còn gọi là self soothing nhất là khi những cái nhu cầu cơ bản của con đã được đáp ứng có hai phe phe mà promote cry down thì sử dụng phương pháp này nhiều nhất là để sleep training hay là luyện ngủ nôm na, các bạn hiểu là để cho trẻ khóc liên tục và kéo dài cho đến khi có thể tự ngủ hay là tự chuyển giấc Uh, khúc này cần làm rõ cho các bạn Chưa nuôi trẻ sơ sinh bao giờ một tí là Người ta hay bảo là uh, ngủ say như em bé đúng không Nhưng mà thực chất thì em bé ngủ không hề say nhá hmm. um, Xin lỗi chàng Nhà Vân chưa nuôi con bao giờ Nhưng mà nghe cái này thì phản ứng đầu tiên là Wow, such a garbage <laughs> Sao mà anti ghê vậy hmm. Chàng muốn nghe khởi thủy của phong trào này không uh, ta nói không muốn nghe Thì mày cũng nói mà đúng không <cười> <cười> Như mọi khi nó đến từ thế giới Tây Quang Thần Thánh của hội tư bản dễ chết, nơi mà các khoa học gia đã phát triển các kỹ thuật nuôi dạy trẻ mới. Mà nếu so sánh với các nền văn hóa truyền thống, thì uh, trẻ em sẽ ít tiếp xúc thân thể với mẹ hơn, ngủ một mình ở độ tuổi sớm hơn và phải ngoạc mồm ra khóc lâu hơn thì mới được bế. Khoảng những năm 1900, thì uh, chuyên gia hàng đầu Luther Holt của Đại học Columbia đã cảnh báo công chúng đừng có thực hiện cái hành vi xấu xa là chạy ngay đến bế ấm một đứa trẻ đang khóc hoặc là bế trẻ quá thường xuyên. Dĩ nhiên, đây là thế giới của con cái những người giàu có được các bảo mẫu nuôi dưỡng và đem đến trình diện trước mặt cha mẹ khoảng 5 phút trước giờ đi ngủ. Màu châm chích của Vân lại nổi lên rồi đấy. <laughs> đấy, thế thì hai trường phái khoa học đóng vai trò nền tảng của trào lưu Mackenon này. Dĩ nhiên, không ai khác ngoài Freudian và Skinnerian, hai cây đại thụ của làng tâm lý học đã làm mưa làm gió theo nghĩa đen với những tư tưởng vĩ đại đem đến bao oan trái cho thế giới này. Freud thì uh, khỏi phải giới thiệu nữa nhá Còn B.F. Skinner thì đâu đấy uh, Tớ nhớ là trước đây đã từng nhắc trong một tập oddly rồi thì phải Và cũng sẽ nhắc lại trong phần 2 của tập um, tận thế kẹp giấy Khi mà chúng ta nói về reinforcement learning uh, Vâng thưa các bạn, các lý thuyết tâm lý học không chỉ dùng để dạy trẻ Mà còn để, dùng để dạy AI nữa uh, Anyway, nói đến Skinner thì là nói đến uh, behaviorism Dịch nôm na là hành vi chủ nghĩa bộ môn tâm lý học nghiên cứu các hành vi và điều kiện môi trường khiến cho các hành vi ấy có thể xảy ra để từ đó người ta có thể condition tức là lập trình các cái điều kiện để mà tạo ra và reinforce củng cố cái hành vi mà ta muốn thế thì để giải thích tại sao baby lại attached dính lấy mẹ thì hội freudian bảo là sởi chuyện thường ngày ở huyện baby bị thiếu ego development tức là cái ego của baby nó chưa phát triển đủ để nó có thể có quan hệ với bất cứ ai bất cứ cái gì trừ tim mẹ chỉ có tim mẹ mà thôi tim mẹ muôn năm à, còn hội behaviorism thì cũng bảo là dĩ nhiên rồi chính bởi tại mấy bà mẹ củng cố cái hành vi đó chứ sao các bà cho chúng nó calo lúc nó đói rồi thì dỗ dành thế thì nó lại chả học được cái tính hơi tí nó khóc à túm lại với những cái học thuyết này kèm với lối sống đem con đến trình diện trước mặt cha mẹ mấy phút trước giờ đi ngủ, thì người ta tin rằng một khi các nhu cầu dinh dưỡng, nhiệt độ và những thứ cơ bản khác được đáp ứng, thì baby có thể sẵn sàng chinh phục cả thế giới. ấu yếm à, hơi ấm à, động chạm da thịt à, phù phiếm. Well um, cũng không đến nỗi extreme thế đâu. Tức là có những cái quan điểm cho rằng nhắc đến cry down là để mặc cho baby khóc, nhưng mà thực tế thực hiện đó thì có một cái trường phái là cry down with check tức là vẫn cho baby khóc nhưng mẹ có kiểm soát um, hay nói cách khác bố mẹ và người chăm sóc trẻ vẫn có thể trở nên trẻ sau những cái khoảng thời gian nhất định nhưng mà cốt lõi vẫn là để cho trẻ tập được cái khả năng self soothe tức là khóc rồi tự nín hồi nãy tôi có nói là cry down là một cái phương pháp sử dụng trong uh, sleep training hay là luyện ngủ cho con Cơ bạn này, tại sao các anh các chị lại muốn luyện ngủ cho các cháu vậy? À, nhìn chung là ba mẹ thì muốn luyện ngủ cho các cháu Là tại vì uh, giấc ngủ của các cháu Thì không những ảnh hưởng đến sức khỏe Và sự phát triển của một em bé Mà nó còn liên quan mật thiết Tới chuyện ngủ nghề của bố mẹ nó Hạnh phúc của một gia đình chứ đùa uh, Các bạn quan tâm có thể tự research Từ khóa Behavioral Sleep Intervention Để có cơ hội được cục lặn Trong hàng hà xa số quan điểm Và nghiên cứu về Infant Sleep Problem Và các bạn thính giả còn độc thân Thì uh, ngay lúc này các bạn xin hãy dành một phút <laughs> mặc niệm à, à, xin lỗi một phút trân trọng giấc ngủ vẫn đang còn ngon lành của mình người ta nói ăn được ngủ được là tiên còn không ăn không ngủ chính là bố mẹ baby đấy các bạn ạ <laughs> ok thế là canh các, các chị thèm ngủ nên là muốn gò cho con ngủ đúng giờ chứ gì thế có bằng chứng nào cho thấy là cái chuyện luyện ngủ này nó có lợi hay là có hại gì cho các cháu không nhiều chứ cả nhỏ ấm tỏi cả lên phê mà anti cry out thì bảo là có hại vì làm như vậy thì sẽ khiến baby có cảm giác là bị bỏ rơi khóc nhiều quá thì cortisol lại tăng cao ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của baby và cả cái kết nối giữa baby và ba mẹ nó nữa à, ngược lại thì cũng có những cái clinical trials để làm thí nghiệm cho ra kết quả là cry out with check thì không ảnh hưởng gì tới cortisol level của baby cả mà thậm chí không những không tăng mà còn giảm ấy chứ <laughs> nghe khả nghi đấy nhở? ừ thì có nghiên cứu thì nhận khá khá gạch đá về có những cái uh, questionable comment về việc uh, thiết kế nghiên cứu có vấn đề uh, ví dụ như nhá, có gì không đo các cái số lúc cháu khóc mà hôm sau đến giữa trưa mới đo chẳng hạn. <laughs> ok thì trang theo phê nào nào à, nghe nãy giờ thì thấy rắc rối đúng không? nhưng mà thực ra theo quan điểm cá nhân tớ thì tớ nghĩ là nếu mà extreme theo cả hai hướng Thì đều có vẻ là không ổn Nếu mà để con khóc nhiều quá Nói thiệt là không biết Cortisol của cháu tăng tới đâu Chứ cortisol của bố mẹ cháu chắc cũng phải ánh stress không kém Và tớ nghĩ là uh, Cortisol nó cũng Có ngưỡng Giống như là ngưỡng đau uh, Pain threshold Và bố mẹ này Có thể chịu được con khóc 3 phút Nhưng bố mẹ khác thì muốn xỉu chỉ sau 3 phút Thì cũng không lạ gì đúng không và ở hướng ngược lại thì em bé càng lớn á, thì nó sẽ càng có những cái pha anh vạ là baby tantrum không rõ nguyên nhân. Có nhiều nguyên nhu cầu khác ngoài ăn ngủ ị và ba mẹ thì bối rối là không biết nhu cầu nào là nhu cầu chính đáng để mà đáp ứng. Thế nên là cứ hệ mà cháu eo e thì lại ngay lập tức đáp ứng liền thì cũng không tốt lắm. <laughs> nói đến chuyện đáp ứng nhu cầu cái gì là chính đáng uh, ăn ngủ thôi hay là cái gì nữa thì um, trong phim ý, nó hay có mấy cảnh baby nằm trong lồng kính đố trang biết mô hình incubator ở đấy để lấy cảm hứng từ đâu nào Từ đâu Poultry farming What? Chăn nuôi gia cầm á. <laughs> ừ. Chính là ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm thì um, chính vì mấy cái thuyết của Freud Với cả Skinner vừa xong ấy, thế là cái điều đấy, những cái thuyết đấy nó làm cho người ta nghĩ là đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản rồi thì cũng không cần mấy bà mẹ mấy nữa, bởi vì là ở trong bệnh viện thì có mấy chị hộ lý rồi mà, thế thì các mẹ chỉ cần vào liếc cái lồng ấp vài phút là được. thêm nữa là cái thời đấy thì nó mới có germ theory, lý thuyết vi trùng. Thế nên là người ta nghĩ ngay ra là bọn trẻ con nếu mà bị ốm ấy thì cho nó vào lồng kính cho nó sạch. Tốt nhất là đừng có sờ vào nó, không là nhiễm trùng chết. Wow, cách mạng công nghiệp mùa năm. <laughs> à, nhưng mà xong mà tôi nhớ là cái đám baby trong lồng kính ấy thì tự nhiên bị mấy cái nhiễm trùng với bệnh lý đường tiêu hóa nhưng mà chả liên quan gì đến cái bệnh ban đầu của chúng nó đúng không? Ừ. À, nói tóm lại nuôi baby thì không phải chỉ là ăn no mặc ấm mà còn là ăn ngon mặc đẹp à quên xin lỗi, um, là bú sữa mẹ và được mẹ ôm uh, có nghĩa là love và social contact từ mẹ, mà từ mẹ nhá người khác không bao giờ bằng mẹ đâu và làm thế nào để biết là bọn baby nó biết mà prefer mẹ hơn là người khác, thì người ta có thể làm một cái núm ti giả uh, pacifier, thì có hai kiểu, uh, có hai kiểu để mút mút dài thì nó phát ra tiếng mẹ, mút ngắn thì nó ra tiếng của một người phụ nữ khác chẳng hạn và cái bọn baby sơ sinh ấy, nó mút lấy mút để để được nghe tiếng mẹ tức là nó nhận ra và nó prefer tiếng mẹ nhá đấy thế thì cái mother-infant bond uh, kết nối mẹ con này nó quan trọng đến nỗi các khoa học gia đại đà đạo freudian và skinnerian thì họ đã phát biểu một câu như thế này để là baby không chỉ sống bằng sữa và tình thương thì không thể bú được từ bình hay là bón bằng thìa và nó đến từ mấy cái thí nghiệm rất là vui như thế này um, À nhưng mà trước khi kể thí nghiệm thì có khi trang one cho anh em một tí đi Đấy là có rất nhiều vấn đề đạo đức khi mà các nhà khoa học nghiên cứu về con người Và nhất là khi mà nghiên cứu một cái đối tượng vô dụng helpless như baby ấy Thì lại càng khó bởi vì nó có biết nói đâu đúng không? Nó ọ ẹ tiếng khủng long thì ai mà biết diễn giải như thế nào? À, thì chuyện rõ như ban ngành mà experience trên người muốn làm thôi cũng phải qua bảy bảy tám tám kiếp nạn chứ muốn gì làm trên đủ người tí hon không răng này chẳng ai muốn con mình mới đẻ ra chưa kịp vui thú với cuộc sống mới nhiệt màu đã trở thành thành viên tham gia thí nghiệm abc tí cả nói hơi cường điệu cho vui vậy thôi chứ thực tế thì đúng như vậy đấy cho nên đa số mấy cái nghiên cứu dính đến baby nó phần nhiều là observational study tức là nghiên cứu quan sát chứ rất ít nghiên cứu lâm sàng có nhóm chứng ờ, có chi nhóm ngẫu nhiên hay là tương tự Ví dụ nhé nếu mà Vân muốn làm một cái nghiên cứu so sánh sữa mẹ và sữa công thức về mặt lâu dài cho baby chẳng hạn, giờ chia hai nhóm cho 100 baby sinh ra ở bệnh viện A, cứ số chẵn thì phải uống sữa mẹ hoàn toàn, còn số lẻ thì về nhà chỉ pha sữa công thức thôi. Nghe thôi là cũng thấy vừa thiếu ý đức vừa không khả thi rồi đúng không? Yes, đó. Thế nên là để có thể nghiên cứu baby hay là thậm chí lớn hơn thì đòi hỏi phải cực kỳ sáng tạo trong việc thiết kế thí nghiệm đúng không? Thường thì các nhà nghiên cứu sẽ chỉ có thể dựa vào những cái proxy như kiểu là uh, độ giãn nở của đồng tử này, sự thay đổi nhịp tim, uh, hoạt động điện trên da của baby hoặc là tần suất chớp mắt, uh, hướng nhìn cũng như những cái dấu hiệu thư giãn hoặc là kinh động và coi đó là thước đo cho cái uh, kích thích. Uh, hoặc là hưng phấn. Ngoài ra thì người ta cũng có thể làm animal studies, uh, thí nghiệm trên các động vật, gần với người thì sẽ có chuột và các loài khỉ vượn, hoặc là uh, natural experiment thì là những cái hoàn cảnh mà nó đã sẵn xảy ra như thế, như là quan sát um, theo dõi lâu dài bọn trẻ sinh ra lớn lên trong cùng một setting gia đình hoặc là À, có một cái loại à, mỏ vàng của các khoa học gia đấy là identical twins separated at birth có nghĩa là các cái cặp sinh đôi cùng trứng nhưng mà được nhận nuôi bởi các gia đình khác nhau từ lúc mới sinh ra. Ừ đúng rồi các cặp sinh đôi này thì sẽ giống nhau về di truyền nên phần lớn các khác biệt khi lớn lên đó, có thể được gán cho yếu tố môi trường rồi cách nuôi dạy hay là chế độ ăn uống sinh hoạt đây là cái cách mà người ta điều với các cái tranh cãi là nature hay là nurture. Đó. Ừ. Đấy, thế thì quay lại chuyện thí nghiệm để thể hiện baby không chỉ sống bằng sữa và tình thương thì không thể bú được từ bình hay bón bằng thìa nhé. Thì có một khoa học gia đã nuôi một con khỉ, uh, resource monkey, uh, khỉ sơ sinh mà không có mẹ. Và thay vào đó là hai con búp bê. Thì cả hai cái con búp bê này đều có thân mình được làm bằng lưới thép mỏng uh, với một cái đầu bằng nhựa để nhìn cho nó giống khỉ mẹ. Uh, xong rồi một con búp bê thì sẽ có vòi sữa chảy ra từ phần thân của nó. Còn cái con còn lại thì sẽ có vải bông quấn quanh thân Có nghĩa là một con sẽ cung cấp calo Còn con còn lại thì sẽ gần giống với bộ lông của khỉ mẹ À, khi con sơ sinh thì nó sẽ chọn khỉ quấn vải bông Thay vì khỉ có vòi sữa đúng không? Ừ. À, ta nhớ là có mấy cái thí nghiệm từng gây bão trong lịch sử môn tâm lý học khi mà người ta nuôi khỉ con trong môi trường biệt lập không có social contact thì cái lũ khỉ con ấy lớn lên bị nhiều vấn đề cực nhá. Kiểu tự kỷ này xong rồi hành vi không phù hợp, không thích nghi được với cuộc sống bày đàn ấy. Ừ. Um, có một cái nữa nghe mới thương này. Và những người lớn nào từng chứng kiến hoặc là được từng tự trải nghiệm try abuse, uh, try neglect và sau này lớn lên suốt ngày gặp các cái vấn đề trong chuyện tình cảm để rồi um, subscribe channel School of Life trên Youtube ngày ngày nghe attachment theory thì sẽ có thể rất là cảm thông này. đấy là người ta nuôi khỉ con sơ sinh cùng với một con búp bê uh, kiểu để thay thế cho khỉ mẹ đấy. và thân con búp bê thì nó sẽ có mấy cái ống thổi khí. lúc mà khỉ con bám vào con búp bê thì nó sẽ bị cái luồng gió từ thân khỉ mẹ búp bê tạt vào mặt. thì cái hội theo trường phái hành vi chủ nghĩa sẽ cho rằng đây là negative reinforcement và khi bị như thế thì bọn baby đáng nghĩ ra là nó phải chạy, nó phải né đúng không thế nhưng cũng như những đứa trẻ bị abuse thì con khi con ấy, nó lại càng bám chặt uh, tương tự thì bọn chuột cũng như thế, nếu mà dạy cho uh, bọn chuột 10 ngày tuổi uh, associate một cái mùi với việc bị điện giật thì cái phản xạ dạ của chúng nó sẽ là gì uh, stress hormone glucocorticoid nó sẽ tiết ra mầm rồi thì amygdala rực sáng đúng không, hồi trước bọn mình cũng nhắc amygdala nhiều lần rồi Um, tiếng Việt thì amygdala là hạch hạnh nhân là một cái cấu trúc trong não cả não chuột là não người uh, chuyên xử lý cảm xúc và cực nhạy vì những cái tín hiệu nguy hiểm thế nên bọn chuột ấy, nó sẽ học được là phải tránh xa cái mùi đấy ra nhưng mà với cái bọn chuột mới sinh thì lại hoàn toàn khác nhá glucocorticoid không tiết ra và ngược lại thì nó lại còn bị thu hút bởi cái mùi đi kèm với cái sốc điện đấy ừ, tại sao lại thế ừm um, lúc mà còn là bào thai nhá thì cái bào thai chuột ấy nó vẫn tiết được glucocorticoid bình thường nhá. Thế nhưng mà trong khoảng một vài giờ sau khi sinh thì adrenal glands tuyến thượng thận ấy, tuyến thượng thận của con chuột nó lại hầu như không tiết ra cái stress hormone này được. Cái giai đoạn không tiết stress hormone này thì nó gọi là stress hyporesponsive period và nó sẽ kéo dài khoảng vài tuần rồi mới trở lại bình thường. Nghe lại nhỉ? Sao lại có cái giai đoạn tắt phản ứng tiết stress hormone ở nhỉ? Ừ, thật ra là nó make sense thôi nhá. Như lúc nãy Trang bảo ấy, thì stress hormone nó là cái thứ rất là hại cho phát triển não bộ đúng không? Hại như thế nào? Nếu mà hồi bé mà đã nhiều stress hormone rồi, thì lớn lên khả năng cao cũng sẽ rất là nhiều. Hệ thần kinh giao cảm nó sẽ khá là tăng động người ta dễ bị stress và khi bị rồi thì sẽ mất rất là nhiều thời gian để trở lại bình thường. Rồi thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cognition cụ thể là amygdala thì to lên này, nó dễ irritate dễ sợ hãi mất kiểm chế. Rồi thì hippocampus ở frontal cortex thì teo nhỏ, thế nên là trí nhớ cũng như những cái hoạt động cần suy nghĩ như là quản lý cảm xúc, lập kế hoạch, đưa ra quyết định vân vân mây mây thì đều bị ảnh hưởng. Và vì nó có hại như thế thế nên cái giai đoạn tắt phản ứng tiết glucocorticoid này thì nó như cái việc là chuột baby đánh cược với đời rằng, ok bây giờ để phát triển tối ưu thì mình sẽ không tiết ra glucocorticoid khi mà bị căng thẳng bởi vì nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có mẹ xử lý giúp mình rồi và người ta còn quan sát được là cái bọn chuột mới sinh này nó attached với bất cứ một cái strong stimulus một cái um, kích thích mạnh nào kiểu như là bởi vì mẹ có ở đây Thế nên là mình sẽ không tiết ra stress hormone nữa Và mình nên yêu thích những cái kích thích mạnh như thế này Bởi vì chắc chắn nó phải là thứ tốt chứ Nếu mà không tốt thì đời nào mẹ để cho nó xảy ra ừ. Vậy thì kể cả những cái kích thích không tốt Như là việc bị abuse hay là neglect từ chính mẹ nó Thì bọn chuột con này nó vẫn bị attached đúng không? Đúng rồi um, Cái sự sống con của cái bọn vô dụng này ấy, Thì nó phụ thuộc cực lớn vào người chăm sóc Thế nên là tiền họa đã đảm bảo là Dù người chăm sóc có SIDA đến đâu ấy Thì cái kết nối đấy nó vẫn rất là bền chắc um, Kể cả chính cha mẹ là nguồn cơn của sự abuse Thì bọn trẻ nó sẽ vẫn yêu bố mẹ Và đến lớn Thì chính cái oxytocin pathway của mother-infant bonding ấy, Thì nó sẽ được repurpose Nó được dùng luôn cho romantic relationship Thế nên mới có cái kiểu là uh, Đi yêu đúng cái partner mà ở abusive y hệ bố mẹ hoặc là cái người chăm sóc của mình hồi nhỏ nghe buồn nhỉ nhưng mà tóm lại ý văn là không nên vứt cho con nó khóc nặng nhiều đúng không và không những đứa trẻ mà có thể xôn trong máu của bà mẹ cũng không ngừng tiết ra bởi nghe con khóc mà nha yeah, um, nói đến chuyện nghe con khóc nhá thì um, ai cũng có thể thử ngồi nghe trẻ con khóc xem là cái tiếng khóc đấy nó khiến mình bứt rứt như thế nào để thấy là cái trò market no cry down nó không thuận tự nhiên đến thế nào nhá. Um, cái tiếng nghĩ nó làm cho phần lớn chúng ta bứt rứt bởi một lý do rất là đơn giản thôi. Đấy là những người mà không thấy bứt rứt thì tuyệt chủng rồi. Um, mọi người có thể tưởng tượng là trong ancestral environment ấy, thời ngày xưa chưa có tiện nghi như bây giờ, nếu mà các ông bố bà mẹ không thấy bứt rứt và không thèm care cho hậu duệ đang khóc thì cái khả năng sống sót thành công của đám hậu duệ đấy rất là thấp đúng không? Um đúng rồi nhưng mà nhiều khi bất lực vãi ra, nó <laughs> không muốn nghe đâu nhưng mà nó cứ khóc ngặt ngặt lại thế nào nó cũng không nhìn <laughs> ừ. à, ở bên này hôm vừa rồi tôi có gặp mấy anh đang làm app machine learning phiên dịch tiếng khóc kiểu ue ue -we thì là con đói oa oa thì là con tè rồi ý ẹ -e thì là mông con ngứa <laughs> chẳng hạn thế thì để giúp các bậc cha mẹ bớt bối rối Thế nhưng mà tôi thật là cự vẫn vẫn sai à, Có lẽ là do data chưa đủ nhiều Rồi um, chủ yếu vẫn là các mẹ self-report Mà self-report thì nó có thể không chính xác Và cái món baby science thì vẫn là một ngành rất là khó nhằn Tuy nhiên với các tiến bộ AI và robot nhanh đến chóng mặt như hiện nay Thì uh, tôi lo là tương lai sẽ có robot bảo mẫu monitor cơ thể baby 25 trên 7 Lúc đấy thì các con sen bằng xương bằng thịt thất nghiệp mất hết meaning cuộc đời chứ